này thiện hiện nếu Đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập tánh bình đẳng để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, thì đó là Đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập trí nhất thiết trí để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện nếu Đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập tánh ly xanh để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, thì đó là Đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập trí nhất thiết trí để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện nếu Đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập pháp định để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, thì đó là Đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập trí nhất thiết trí để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện nếu Đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập pháp trụ để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa mật đa thì đó là đại bồ tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập trí nhất thiết trí để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa này thiện hiện nếu đại bồ tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập thật tế để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa thì đó là đại bồ tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập trí nhất thiết trí để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa này thiện hiện nếu đại bồ tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập cảnh giới hư không để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa thì đó là đại bồ tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập trí nhất thiết trí để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa này thiện hiện nếu đại bồ tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập cảnh giới bất tư nghỉ để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa thì đó là đại bồ tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập trí nhất thiết trí để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa này thiện hiện nếu đại bồ tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập không tạo tác để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa thì đó là đại bồ tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập trí nhất thiết trí để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa này thiện hiện nếu đại bồ tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập huyễn để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa thì đó là đại bồ tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập trí nhất thiết trí để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa này thiện hiện nếu đại bồ tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập mộng để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa thì đó là đại bồ tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập trí nhất thiết trí để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa này thiện hiện nếu đại bồ tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập tiếng vang để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa thì đó là đại bồ tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập trí nhất thiết chí để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa